Giảm hai lòng bàn tay vào nhau. Đặt nhà vào mắt. Lần nữa chạm hai lòng bàn tay vào nhau. Đặt nhẹ vào mắt. Mở mắt, chớp chớp mắt. Mở tay ra nhìn thấy tay. Vươn tay lên hít sâu vào. À xuống thở xanh. Vươn tay lên em, vươn tay lên hít sâu vào. Thở ra nhìn xuống. Lần nữa hít sâu vào. Vươn tay lên. Giữ lại. 5, 4, 3, 2, 1. Thở ra. 5, 4, 3, 2, 1. Tập cổ thẳng cổ hít sâu. Ngửa ra sau. Thở ra. Về giữa hít sâu, nghiêng phải thở ra, trở về giữa hít sâu, nghiêng trái thở ra, về giữa hít sâu, xoay nhìn phải thở ra, về giữa hít sâu, xoay trái thở ra. Về giữa hít sâu, cúi xuống thở sang, xoay bên phải lên trước hít vào, xoay chậm chậm, tròn đều các hướng cổ, xoay đến đâu đảo mắt, chớp mắt nhìn theo đến đó, kết hợp tập luôn cho mắt linh hoạt, xoay tròn biên độ cổ ra. Xoay đổi chiều. Mời đặt tay, hai lưng bàn tay hướng vào nhau. Tay phải đưa qua đan chặt, kéo vào hiếp, đẩy ra thở sang. Trở về, kéo vào, đẩy lên. Trở về, kéo vào, đẩy thẳng tay. Hạ xuống, trở về, đổi tay, kéo vào, đẩy ra, trở về, kéo vào, đẩy lên, trở về, kéo vào, đẩy thẳng tay, hạ xuống, trở về, thả lỏng tay. Dùng lực tay đặt cạnh hai bên đầu gối, có hai viên gạch đặt hai viên gạch. À, siết cơ bụng, nâng mông lên khỏi sàn, nâng lên, đúng rồi,
hạ xuống, hai lên, nâng lên em, nâng lên, nâng lên, năm lần lần. Sao đau quá. Hoa sen đâu, ráng chỉ có nâng lên năm lần thôi. Hai xuống, ba xuống, bốn đúng rồi, xuống, năm lên, hạ xuống, tháo chân ra, duỗi chân thả lỏng. Xếp đổi chân. Lấy vòng đặt ở phía trước. Vươn hai tay lên, hít sâu vào. Xoay phải, thở ra, tay trái đặt lên vòng. Tay phải đặt ra phía sau, mở vai xoay ra sau, thở ra. Trở về, hít sâu vào. Xoay trái, thở ra. Trở về sau, thở ra. Trở về sau, thở ra. Trở về sau, thở ra. Giữ lại 5, 4, 3, 2, một. Trở về sau, thở ra, giữ lại 5, 4, 3, 2, một. Trở về sau, hạ tay xuống, thở ra, lấy vòng đặt qua ngang với lại hông phải của mình, ngang với cái hông, rồi lật ngửa tay phải đặt lên và lăn vòng ra, thẳng cánh tay ra, người ngồi giữ thẳng, vươn tay lên, vươn tay trái hít sâu, nghiêng người qua bên phải, thở ra, nghiêng căng xuống luôn, căng xuống, lên hít sâu, nghiêng thở ra, nghiêng căng xuống, lên hít sâu, nghiêng thở ra, hít sâu, thở ra, đấy xong, thở ra, nghiêng xuống và giữ lại đi, đúng rồi, năm, hai tay song song, bốn, nhìn lên, ba, hai, một, lên, hít sâu, hạ tay, thu vòng về, thở ra, đặt ở phía trước đầu gối phải, đúng rồi, xéo với thân mình 45 độ. Hai tay đặt lên, hít sâu, lăn vòng ra, thở ra, lăn kéo căng giãn người tới, lên hít sâu, thở ra, hít sâu, thở ra, hít sâu, thở ra, hơi sâu, lần nữa thở ra, lăn thẳng vòng, thẳng tay ra, ép đúng rồi, buông rơi đầu luôn, năm bốn đúng rồi, ba hai một, lên hít sâu, thở ra, đặt qua bên trái, lật ngửa tay lên, lăn ra thẳng cánh tay, rồi vươn tay phải lên, hít sâu, nghiêng qua, thở ra, nghiêng từ từ, cảm nhận lật vai lên, lên hít sâu, hai, thở ra, hít sâu, ba, thở ra, nghiêng xuống, hít sâu, bốn, thở ra,
nghi sướng. Năm thở rằm, nghi sướng giữ lại. Năm, bốn, ba, hai, một, lên hít sâu, thu vòng về, thở rằm, đặt vòng ở phía trước đầu gối chân trái, hai tay đặt lên vòng, hít sâu, đẩy lăn vòng tới, thở sang lên, hít sâu, thở sang, hít sâu, hai thở sang, hít sâu, ba thở sang, hít sâu, bốn thở sang, hít sâu, năm thở ra, giữ lại, năm, bốn, ba, hai, một, lên hít sâu, thu về, thở ra, thả lỏng ra. Rồi, để nghiêm sạc kiểm tra lại, nhiều khi để đã đời cũng có gì chơi. Rồi, ngồi, xoay người lại. Đạp hai bàn chân vào nhau. Đạp hai bàn chân vào nhau. Đặt vòng ở phía sau. Hít sâu vào. Từ từ ngã ra sau. Thở ra, ngã ra sau. Lên hít sâu. Vươn tay gặp người về trước. Thở ra. Lên hít sâu. Đó, vươn tay và ngã ra phía sau luôn em. Vươn tay, ngã ra sau luôn. Thở ra, đúng rồi. Đúng rồi. Lên hít sâu. Vươn tay gặp người về trước. Thở ra. Lên hít sâu. Vươn tay, ngã ra sau. Thở ra. Đúng rồi, lắng nghe lưng trên khớp vai. Lên hít sâu. Vươn tay gặp người về trước, thở ra. Lên hít sâu. Vươn tay ngã ra sau, thở ra. Lần nữa, lên hít sâu. Gặp người về trước, thở ra. Lần cuối nào, lên hít sâu. Vươn tay ngã ra sau, thở ra. Rồi em co tay lại, nắm cạnh vòng luôn. Co lại, nắm cạnh vòng, co lại. Đúng rồi. Khép khuỷu tay sát lỗ tay. Dựng lên. Đúng rồi. Rồi lần hai tay theo vòng đi xuống. Vẫn là vậy. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Rất tốt. Tiếp tục lần tay theo vòng đi xuống nữa. Hết luôn. Hết cánh tay. Hết luôn, cảm nhận căng vô tay vai lưng trên và tối đa. Lúc này thắt lưng bình thường, siết cơ bụng lại. 5, khép khuỷu tay lại chút. 4, 3, 2, 1, lên. Hít sâu vào. Gặp người về trước, thở ra. Trường dài ép xuống, thở ra. 5, 4, 3, 2, một, lên hít sâu, thả lỏng chân, thả lỏng chân ra, thở ra. Chống quy lên,
mình lui về ra phía sau phòng, tay chân, hai tay chống lên vòng, trụ đầu gối, cong lưng lên, mắt nhìn rốn, thở ra, hít sâu vào, chung lưng xuống, rốn cổ lên, thở ra, cong lưng lên, rút rốn, thở ra, hít sâu vào, chung lưng, rốn cổ, thở ra, cong lưng lên, thớt bụng, thở, hít sâu vào, chung lưng, rốn cổ, đừng nhướng mày không nhân tránh, thở ra, cong lưng, thớt bụng, thở, lần nữa hít sâu vào, chung lưng, rốn cổ, giữ 5 4 3 2 1, thở ra, cong lưng lên, rút rốn xếp vào vòng thở, 5 4 3 2 1, hít sâu vào, là em lăn vòng xích lên, rồi trường người tới, đặt cái bụng trên của mình lên vòng đi, đặt bụng trên lên vòng, rắn hổ mang lên trên vòng á. Ừ, đặt cái bụng lên, đặt bụng trên lên đó, uốn cong phần dưới, thu về, em bé thở ra, hít sâu vào, trường người lên, uốn cong lưng, lắng nghe thắt lưng của em, thở ra, lui về, thớt bụng, thở ra, hít sâu vào, trường người lên, lui về, thở ra, hai lần nữa, hít sâu vào, trương người lên, trương lên, đặt lên, rồi ưỡn ngực tới, vươn cằm tới giữa, lui về, em bé thở ra, hít sâu vào, trương người lên, đúng rồi, thả lỏng, thả lỏng, thả lỏng, lắng nghe cột sống, 5 4 3 2 1, lui về, thở ra, rồi hai tay đặt lên vòng, hai tay đặt sau lên trên vòng, và trụ hai đầu gối lên góc vuông, trụ đầu gối lên góc vuông, gác hai cẳng tay lên trên vòng, gác hai cẳng tay sau lên, hít sâu vào, ép xuống, thở ra, ép người xuống, buông đầu xuống, ép sau xuống, đùi gốc vuông, đúng rồi, ép căng mô tay vai lên, hít sâu vào, rồi ép xuống, thở ra, ép xuống như nãy, ép sau, suy nghĩ vào vai và lưng, lên, hít sâu vào, ép xuống, thở ra, ép căng 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 xuống, hít sâu vào, nhẩm lưng lên, ép xuống, thở ra, ép chằng vai chằng lưng xuống, đúng rồi, lần nữa hít sâu vào, ép xuống, thở ra, đúng rồi, suy nghĩ sâu vô vai vô lưng, xiết cơ bụng giữ, 5 4 3 2 một, lên, hít sâu vào, rồi ngồi xuống, duỗi chân về trước, thở ra, đặt chân phải ở dưới và gác chân trái lên trên vòng, thẳng gối, đứng bàn chân lên, vương ngồi nè, cho xương ngồi chạm sàn, vương dài đỉnh đầu lên, vương hai tay lên, hít sâu vào, trường người tới gập xuống, thở ra, hai tay nắm mũi bàn chân trái, trường dài, lưng hóp bụng lại,
Gập lên chân trái thở ra. Nâng lên hít sâu vào. Chống hai tay ra phía sau. Và nâng người lên. Nâng người lên, nâng mông lên luôn nè. Toàn thân thẳng lên đi. Đúng rồi, nâng lên. Xí cơ bụng, cơ mông, cơ đùi duỗi cổ ra. Thở ra. Hạ xuống hít sâu vào. Vươn tay lên. Trường tới gập xuống thở ra. Trường dài gập sâu thở ra. Lên hít sâu vào. Chống hai tay ra sau. Nâng người lên. Xiết mông đùi bụng. Thở ra đẩy căng lên. Căng thêm lên. Lên hít sâu vào. Vươn tay lên. Trường tới gập xuống thở ra. Trường dài ép sâu thở. 5. Đúng rồi, duỗi lưng. 4 3 2 1. Tay phải nắm chân trái hít sâu. Mở tay trái ra sau thở ra. Dang cánh tay ra sau. Nhìn thẳng ra sau thở ra. 5 4 3 2 1. Hít sâu chọc tay trái sau lưng. Và co chân phải lại. Co chân phải lại. Rồi nâng mông lên. Nâng mông lên khỏi sàn đi. Em dở. Nâng mông lên. Đúng rồi, đẩy căng lên luôn. Căng lên luôn, căng nữa, căng nữa, căng nữa. Đúng rồi. 5, lên lên giữ lại. 4, 3, 2, 1, hạ xuống. Hạ chân xuống, thả lỏng, hít thở sâu. Đổi chân. Gác chân phải lên. Đặt cái gót đứng bàn chân lên. Thẳng lưng lên. Nhớ xương ngồi. Chạm sàn vươn dài đỉnh đầu. Vươn hai tay lên. Hít sâu vào. Trường tới gập xuống. Thở ra. Trường dài tới ép thở ra. Lên hít sâu vào. Chống hai tay ra sau. Đó, nâng người lên khỏi sàn. Xếp cơ bụng thở ra. Nó lên hít sâu vào. Hạ người xuống. Rồi vươn tay nâng người lên. Trường tới gập xuống thở ra. Trường dài ép sâu thở ra. Nó lên hít sâu vào. Chống hai tay ra sau. Nâng mông lên khỏi sàn. Xiết mông đùi bụng. Thở ra. Nâng lên. Hạ người. Vươn tay hít sâu vào. Trường người tới gập xuống. Thở ra. Trường dài ép sâu. Xiết bụng thở. 5 4 3 2 1. Hít sâu tay trái. Nắm chân phải. Tay trái nắm chân phải. Mở tay phải ra sau, thở ra. Dang tay ra xa, siết cơ bụng thở. 5 4 3 2 1. Chống tay phải xuống ở sau lưng. Co chân trái lại hít vào. Rồi, nâng người lên và vươn tay trái để căng hông lên. Nâng lên, chống chắc giữ cái vòng lại em. Đúng rồi, siết đẩy hông, đẩy nữa, căng nữa. Đúng rồi. 5 4. Xiết mông đùi bụng. 3 2 1. Hạ xuống. Thở ra. Gác hai chân lên trên vòng. Rồi sửa người lại. Cho xương ngồi chạm sàn. Cho lưng thẳng lên chứ mấy con lưng. Đó. Thẳng người. Vươn dài đỉnh đầu lên. Vươn hai tay lên. Hít sâu vào. Trường người tới gập xuống. Thở ra. Thẳng gối, trương lưng, xiết cơ bụng thở. Đúng rồi. Nâng lên, hít sâu vào. Trương tới thở ra. Trương dài tới ép thở ra. Lên, hít sâu vào. Trương tới ép thở ra. Lên, hít sâu vào.
Trương tới ép thở ra, Trương lưng ép thở. Lần nữa, lên hít sâu vào. Trương tới ép thở ra, giữ lại. 5, 4, 3, 2, 1, lên hít sâu vào. Là tay xuống, là tay chân, thở ra thả lỏng, hít thở sâu. Mời đứng lên. Đặt vòng ở phía bên trái của chân. Mình đứng ở phía trước vòng. Đứng ở phía trước vòng, vòng đặt ra phía sau người mình em. Vòng đặt ra phía sau người. Rồi, trụ chân phải, chân trái co ra sao gác lên trên vòng. Hai tay chống hông, thở hết hơi ra. Hít sâu vào, siết cơ bụng và đẩy mông ra phía sau và lăn vòng ra phía sau. Nhớ là đẩy mông mình ra phía sau, đừng chồm đầu gối phải về phía trước. Đó, đẩy mông ra phía sau, đầu gối phải nè, đầu gối phải nằm ở trên nốt chân em, siết cơ bụng lại thở. Lên, siết mông đùi bụng đi lên, hít sâu vào. Rồi, cảm nhận lại. Hai, siết cái bụng nè, từ từ chắp mông đùi bụng, chắp mông đùi bụng, đẩy ra phía sau, thở ra. Lên, hít sâu vào. Ba, thở ra, lăn vòng chắp mông đùi bụng. Đúng rồi, siết đùi, siết mông, lăn ra phía sau luôn nè, chân trước góc vuông luôn. Chân trước gót vuông luôn, nhấn xuống luôn. Lên, hít sâu vào. Bốn, thở ra. Siết mông đùi bụng lăn ra sau đùi trước, chắp xuống. Lên, hít sâu vào. Năm, thở ra lăn nè. Lăn nè, tập xong bài hôm nay là mông đùi mình rất là mỏi, căng cơ mỏi luôn. 5, 4, 3, 2, 1. Chống tay trái xuống hít vào. Giữ y đó em, giữ y đó. Chống tay trái xuống cạnh chân. Giữ y. Đúng rồi. Đúng rồi, mở tay phải lên. Thở ra, đúng rồi. Nhìn theo tay phải đi. Siết cái bụng thở. 5, 4, 3, 2, 1. Gấp cái chân trái lên. Đưa tay phải nắm chân. Gấp cái chân sau lên. Rồi đưa tay phải ra sau nắm chân. Đúng rồi. Xếp cơ bụng lại thở ra. 5, 4, 3, 2, 1. Hít vào, chống luôn tay phải xuống. Rồi rút chân phải chồng lên trên cái vòng luôn, đưa ra sau, đặt lên vòng luôn. Đúng rồi, đúng rồi. Nhưng mà lúc này vòng nó không ở giữa không chị? Vòng giữa hai chân Nhưng mà hả? nó không giữa hai tay. À, vậy di chuyển sửa cho hai, giữa hai tay, vòng giữa người mình. Rồi hai tay ngay ở dưới vai, nâng hai chân lên luôn. Nâng hai chân, siết người lại. Đúng rồi, tấm ván. Siết cơ bụng lại. Giữ. 5, 4, 3, 2, 1. Chống chân phải xuống. Chống chân phải rồi, đổi chân trái bước lên. Rút chân trái bước lên. Đúng rồi. Đúng rồi. Rồi, đứng người lên em, hai từ từ nâng người đứng lên. Nâng người đứng lên, hai tay chống hông. Rút chân vào.
Hai tay trống không, hít sâu vào. Hít sâu vào, xiết mông đùi bụng, lăn vòng ra sau, thở ra đầu gối nằm trên gót chân, đầu gối trái. Lên, hít sâu vào, xiết mông đùi bụng đi lên. Thở ra, xiết mông đùi bụng, lăn vòng ra phía sau, thở ra. Lên, hít sâu vào. Em lăn cái vòng ra ngoài cái mũi chân đi. Em lăn cái vòng xa ra ngoài mũi chân. Xa ra để cho nó đỡ cống đầu gối. Hít sâu vào. Từ từ xiết mông đùi bụng, lăn vòng ra sau, thở ra. Đó, chắc người xuống, chắc xuống, chắc xuống, chắc xuống. Lên, xiết mông đùi bụng đi lên. Hít sâu vào. Bốn, thở ra. Lăn vòng ra, xiết mông đùi bụng, thở. Đúng rồi, lần nữa. Lên, hít sâu vào. Lăn vòng ra, thở ra. Xiết chắc lại cảm nhận sau. Năm, bốn, ba, hai, một. Chống tay phải xuống, hít sâu vào, mở tay trái lên, thở ra, dang tay, nhìn theo tay, xiết cơ bụng, thở. Năm, bốn, ba, hai, một. Gấp chân sau lên, em có thể sửa sửa cái vòng sao cho cái vòng lên đùi một xí, lăn lăn nó vào. Rồi mới gấp được lên. Tay nắm chân. Đó, xoắn vai, xoay mặt nhìn lên. Thở ra, giữ. 5 4 3 2 1. Hít sâu vào, chống, duỗi chân ra. Duỗi chân trái phải ra, rồi chống tay xiết cơ bụng và duỗi luôn chân trái lên trên vòng. Rồi, nâng hai chân lên, rút rốn, xiết cơ bụng lại. Lăn tới lăn lui nhẹ nhàng xem. Đúng rồi, lăn tới lăn lui nhẹ nhàng, rút rốn lăn. Đúng rồi, hai, ba, xiết cơ bụng. Bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, 10. Lui về, từ từ chống chân lui về gối chạm sàn. Rồi em bé trên vòng luôn, ôm vòng, ngã mặt lên trên vòng, thở, hít thở sâu, hít thở sâu vào. Ngồi lui về cuốn thảm. Ngồi mở đầu gối ra. Đặt vòng vào giữa. Thở hết hơi ra. Hít sâu vào, siết chặt cơ bụng lại. Nâng lên, rồi chống hai tay lên. Đi lên. Nâng lên, siết cơ bụng, thở ra. Rồi. Cho vòng lăn ở chỗ bụng dưới để massage, massage nội tạng nè. À, di chuyển hai tay tới lui, di chuyển nè, lăn tới lui ở đây, lăn tới lui, đúng rồi, lăn tới lui, siết gồng cứng bụng lại, gồng cứng bụng lại em, toàn thân thẳng luôn, một tấm ván ở trên vòng, siết chắc người toàn thân lên, một, hai, siết, ba. Đúng rồi, bốn, chắc cơ bụng lại. Năm, sáu, bảy, tám,
9, 10 rồi em chống hai tay ở đó. Chùng tay đặt ngược cầm xuống sàn. Đặt ngược cầm xuống, cái khuỷu tay chống là dựng lên kẹp vô bê sườn, hai cái khuỷu tay kẹp vô bê sườn. Đúng rồi. Rồi, nâng hai chân lên, lắng nghe thắt lưng, thẳng chân lên em, thẳng chân lên. Vuốt thẳng lên. Thẳng lên. Đó, đúng rồi, thẳng lên. Rồi lui về, siết cơ bụng và lui người về trở về ban đầu. Mở đầu gối ra và trở về. Ngồi xuống nè, ngồi xuống mở đầu gối ra. Đó, trở về hít thở xong. Rồi, lần hai mình như vậy nha. Trường tới chống tay đặt ngực cầm xuống, buông chân lên con cào cào với vòng. Thở hết hơi ra. Hít sâu, đừng có hạ cẳng tay. Chống tay là dựng đúng rồi. Nâng chân lên, cao lên. Cao chân lên. Thu về đi, thở ra. Lần sau cái vòng em cao lên ngay ở dưới chân ngực của mình á, chứ đừng có nằm thấp ở dưới đi, nằm ngay dưới chân ngực. Thở đi, hít thở cái đã, hít thở, hít sâu vào, rồi đặt bụng lên, siết chắc lại, chống tay, nâng cái khuỷu kẹp lại. Đúng rồi, nâng chân cao lên, bật chân lên là thẳng gối lên luôn, lên, đúng rồi, lên, siết chắc mông đùi bụng, bắp chân, bắp đùi lưng. Thu về, thở ra. Lần nữa nè, nhớ cái vòng em vừa trường, đừng trường quá cao, cho cái vòng dưới ngay chân ngực của mình là dừng lại. Hít sâu vào, lên, vừa ngay chân ngực, đúng rồi, chống, bụng chân lên, cao lên, cao. Cá lên, siết cơ bụng, nâng, đúng. Lên, cao nữa, nữa, nữa. 5, 4, 3, 2, 1. Lùi về, thở ra. Hít thở sâu vào. Lúc đó cảm nhận sao em? Nó vô chỗ nào? Chân mông À, nó có bị đau không thắt lưng không? không 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 Đừng để đau thắt lưng. Cái vòng em mà thấp ở dưới là nó sẽ nhấn thắt lưng, cho nên nhấc miết nó thì mẹ cho miết này không ta. cái cuối cùng là nó bị trí. Đó, cho nên là tập phải cảm nhận, đừng để nó nhấn vô thắt lưng, đừng để ngã xuống xe con. Rồi bây giờ ngồi lên phía trên đầu thẳng và cái vòng ở sau lưng. Cái vòng sau lưng co hai đầu gối lại. Co hai đầu gối. Thở hết hơi ra. Hít vào rồi lăn vòng đi. Lăn nè. Lăn vòng và vươn tay luôn em. Vươn tay qua đầu luôn. Vươn tay qua đầu luôn. Lăn tới. Lăn tới. Lăn tới. Rồi lăn về, trở về, thở ra. Rồi đưa đưa cho mẹ con. Rồi lăn vòng. Lăn vòng đi em, lăn lăn chân từ từ, thẳng chân ra luôn. Thẳng chân ra rồi vươn tay khỏi đầu luôn, duỗi thẳng tay qua lực, đúng rồi. Đó, lắng nghe cột sống mình. Rồi em cảm nhận lăn từ từ nha, ban đầu giờ vòng đang ngay chỗ thắt lưng. Lần sau em phải lăn lên lên giữa, lần sau em phải lăn lên lưng trên. Thu về, thở ra. Ủa không đạp xe đạp hả anh? Tôi nói cháo trước là người về không chở đi chơi Anh à, lấy chiếc xe ra ngoài đi, anh để ngay cửa đó đi. Mọi bé kia tới chật chội quá. Tiếp tục hít sâu vào, lăn vòng ra. Là đó, lăn kiểm soát lên lưng giữa, đúng rồi, vươn căng tay thẳng gối, thở. Lên, hít sâu vào. Rồi lần này em kéo cái vòng cho nó xa ra, em ngã ngửa cho cái đầu em lên trên vòng luôn á, ngã ngửa có người lên vòng luôn, ngã ngửa lưng trên, đúng rồi, nắm. Đúng rồi, nắm hai tay nắm cạnh vòng như nãy luôn em.
Rồi, đúng rồi. Đồng Rồi, khép khuỷu tay lại, khép khuỷu tay lại. Rồi co gối bước vào để lăn cho cẳng tay tới sàn. Đi đi hai đầu gối đi đi vào. Rồi lăn cho cẳng tay tới sàn luôn. Tiếp tục. Đúng rồi. Khép hai khuỷu tay lại nữa. Rồi, lần tay theo vòng cho cái tay mình sau vô. Đúng rồi, lần tay vào sau vô, sau vô. Rồi. Rồi, duỗi hai chân ra được rồi. Hít thở sau. Đúng rồi. Duỗi cái chân bên trái cho thảm nó thẳng ra một cái cho chụp hình đẹp nè. Thảm hơi bị dùng. Hít thở. Hít thở lắng nghe cảm nhận vào lưng trên. Khớp vai. Hít thở sau. 5 4 3 2 1 Rồi, từ từ thu tay về. Lăn vòng về. Đó, hạ mông xuống. Rồi vòng tay ôm gối, cúi đầu mũi chạm gối, trả lưng đi. Thở ra. Rồi lần này mình sẽ tập cây cầu cái cài chân đèn với vòng. Cho nên em ngồi càng phải sát về đầu thảm nữa, chứ nếu không là lăn hồi nó ra ngoài thảm. Ngồi sát lên, kéo vòng sát vào. Rồi chuyến này cây cầu nè, khi mà em lăn hồi nãy mình rút đầu, bây giờ một tay đỡ đầu để cho đầu cổ vai chạm với sàn ha. Chạm với sàn, vuốt tóc lên, vuốt ngược tóc lên đi chứ để nó cứng á. Vuốt lên, túm nó lên. Không, quấn nó lại, chụm nó lại. Giữ nó luôn. Đúng rồi. Rồi, lăn vòng. Lăn vòng một tay dịnh dưới sàn, một tay đỡ đầu thôi. Một tay cho dịnh dưới sàn. Rồi duỗi cổ ra, không rút đầu, duỗi cổ, duỗi cái đầu ra em. Cho vai gáy chạm sàn. Đi chân vào nữa, cho vai gáy tới sàn luôn. Bắt đầu, đúng rồi, tay xuôi xuống ôm vòng. Hai tay xuôi xuống ôm cạnh vòng. Đúng rồi. Rồi, thu gối vào đi, vào cây cầu, co gối vào xí, co gối. Đúng rồi, vai gáy chạm sàn thoải mái là ở tư thế cây cầu với vòng đó. Hít thở sâu. Thả lỏng vai gáy, thả lỏng cơ mặt, hít thở sâu. Hít thở sâu. Hít vào, siết chắc cơ bụng lại. Em co hai đầu gối, nâng lên khỏi vòng. Hai cẳng chân vậy đó, nâng lên luôn. Hai chân lên luôn, đúng rồi, ôm vào vòng. Rồi, co gối chạm về mũi, siết cơ bụng thở ra. Gối chạm mũi. Đúng rồi. Đúng rồi, rất tốt. Rồi, nâng gối lên trần nhà, hít sâu vào, vẫn gấp cẳng chân y vậy. Gấp cẳng chân y vậy luôn, mình tập cơ bụng và tập cho cột sống. Vẫn hạ cái hông lên trên cái vòng y như nãy luôn em. Y như nãy, y như vô thế cái cầu nãy. Đúng rồi. Rồi, co gối chạm mũi, thở ra. Gối chạm mũi, siết cơ bụng, thở ra. Mình lắng nghe cuộn từng đốt sống lại. Hít vào, bật đầu gối nhưng hông vẫn nằm ở trên vòng. Thở ra, siết cơ bụng lại. Thở, gối chạm mũi, thở ra. Hít sâu vào. Lần nữa. Gối chạm mũi, thở ra. Siết cơ bụng lại, thở ra, giữ. 5, 4, 3, 2, 1. Giờ duỗi chân qua đầu cái cày. Duỗi chân qua, hai chân qua đầu cái cày luôn. Rồi, hai tay ôm vòng. Kéo vòng sát về lưng, chân mình thẳng gối ra. Thẳng gối ra. Đúng rồi, mũi chân thì về phía đầu đẩy gót ra. Thẳng đầu gối thêm nữa. Lắng nghe vai gáy.
lắng nghe cột sống lưng. Đúng rồi, ôm vòng sát vào nữa, hít thở xong. Ôm vòng sát vào, hít thở xong. Hít thở xong. Kéo vòng sát vào nữa, rất tốt, hít thở xong. Đó, thẳng đầu gối thêm xí nữa. 5, 4, 3, 2, 1. Ôm chặt vòng, hít vào. Duỗi lên chân đàn, đứng thẳng lên trên vai. Siết cơ bụng lại, ôm vòng đứng lên, đúng rồi. Giữ và hít thở sâu. Được thì duỗi thẳng đứng người lên luôn. Cứ không được thì cứ lắng nghe cơ thể mình. Ôm vòng, ôm vòng, ôm vòng, kéo sát vô lưng. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Rồi, tối đa xong, thả lỏng hai chân. Cho máu ở chân được trả về tim. Hít thở sâu. Giảm áp lực ở chân. Ngồi nhiều, đi nhiều, đứng nhiều. Dễ giãn tĩnh mạch chân, phòng ngừa giãn tĩnh mạch chân. Hít vào, co chân trước chân sau, rồi cho từng chân mình chạm dưới sàn, trả về cây cầu. Đúng rồi, đúng rồi, rất tốt. Rồi đẩy cái hông lên, lăn cái vòng ra, lăn cái vòng ra xa mông mình, để từ từ hạ người xuống. Đúng rồi, từ từ giữ vòng đó, giữ đó, hạ mông xuống sàn luôn, hạ mông xuống sàn luôn. Rồi gác hai chân lên trên vòng, hai tay xuôi theo thân, ấn hai khuỷu tay, thở hết hơi ra, hít sâu vào, đẩy căng lồng ngực lên, rút đỉnh đầu vào, căng cuốn họng con cá, chống hai khuỷu tay xuống, đó, đặt đỉnh đầu xuống, căng cuốn họng vương cằm, thả lỏng toàn bộ khuôn mặt, siết chặt bụng dưới lại, hít thở đều. Không gồng cổ nha, không gồng vai, mở vai ra, sệ vai xuống, hít thở sâu. 5, 4, 3, 2, 1. Hít vào, nhấn khuỷu tay, nâng đầu lên, duỗi cổ thẳng ra, nâng đầu lên, duỗi cổ ra, rồi hạ đầu xuống, nằm xuống luôn. Đúng rồi. Rồi gác chân đó lên vòng luôn. Mở hai tay ra giữ, hít thở. Không, em gác sâu như vậy luôn, nằm thư giãn. Đó, gác sâu vậy cho khớp gối mình được thư giãn. Còn duỗi thẳng chân ra gác lên là khớp gối đang bị căng. Nằm thả lỏng thư giãn sâu. Ngã hai bàn chân ra hai bên, hai tay xuôi theo thân 45 độ, lòng bàn tay nữa, các ngón tay thả lỏng to tự nhiên, cảm nhận đợt sau vào hai bàn chân của tôi đang được thư giãn thả lỏng, hơi ấm đang lan tỏa lên hai chân. Sự thư giãn và hơi ấm đang lan tỏa lên cổ chân, bắp chân, khớp gối, cơ đùi, khớp háng. Hai chân của ta đang được thư giãn và ấm dần, đang ấm dần. Tập trung vào đi nào, cảm nhận sâu hơn nữa đi nào. Thả lỏng cơ mông, thả lỏng cơ lưng, hơi ấm đang lan tỏa vô từng đốt sóng cơ, từ thư giãn và ấm áp đang lan tỏa dọc theo cột sống lưng, lan tỏa vào bên trong nội tạng, từng cơ quan nội tạng cũng đang được ấm dần, lên ấm dần, bụng ngực cũng đang được thư giãn, thả lỏng toàn
mười đầu ngón tay đang ấp dần lên và thư giãn càng. Nơi ấm là sự thư giãn càng lan tỏa lên bàn tay, khuỷu tay, khớp vai. Hai cánh tay đang được thư giãn và ấp dần lên, ấp dần. Tập trung vào cảm nhận sau hơn nữa đi nào. Cảm nhận sau và hơi ấm đang lan tỏa lên vai, lên cổ, cơ vai, xương cổ đang được thư giãn thả lỏng ra. Chỗ sống cổ đang tập dần lên, lên. Cảm nhận sâu vào như nào, một cảm giác cực dễ chịu cùng vai và cổ, hơi ấm và sự thư giãn lan tỏa lên cằm, lên môi, lên mũi, lên mắt, lên chân mày, lên trán và lên da đầu. Toàn bộ khuôn mặt đang được thư giãn thả lỏng. Sự thư giãn đang lan tỏa vào trong não, bộ não đang được thư giãn và thả lỏng. Cảm nhận sâu vào cơ thể và tinh đang được thư giãn thả lỏng từ đỉnh đầu cho đến các ngón tay ở chân. Cơ thể đang cảm nhận được nguồn năng lượng của vũ trụ tràn vào khắp cơ thể. Cơ thể đang tràn đầy nguồn sinh lực. Cơ thể đang thực sự khỏe mạnh, đẩy lùi tất cả mọi bệnh tật ra bên ngoài. Cơ thể thật khỏe mạnh, thật khỏe mạnh, không bệnh tật nào xâm nhập được. Tự nói với chính mình như nào, tự nhủ với chính mình, cơ thể của tôi thật sự khỏe mạnh, thật khỏe mạnh, đẩy lùi tất cả mọi bệnh tật ra bên ngoài. Cơ thể đang thư giãn và tràn đầy nguồn thả lỏng, thả lỏng, thả lỏng hoàn toàn và chìm sâu vào giấc ngủ. Từ từ nhúc nhích các ngón tay, ngón chân đánh thức cơ thể. Nhúc nhích bàn tay, bàn chân và nghiêng đầu qua bên phải và qua bên trái. Thư giãn thả lỏng cổ đi nào. Hai chân kéo sát, hai tay đan, lộn ngược bàn tay kéo căng qua khỏi đầu, duỗi căng từ ngón chân cho đến ngón tay. Co chân trái đạp bàn chân xuống, nằm nghiêng người qua phải, co tay phải chống đỡ đầu, tay trái chống trước ngực. Co gối và hai tay đỡ người, từ từ ngồi lên. Đưa hai tay lên massage cổ, mắt khép lại cảm nhận sau. Vừa xoa bóp massage cảm giác thật là dễ chịu. Xuống vai, co bóp ở đâu tâm trí tập trung vào cảm nhận sâu ở đó. Xoa bóp massage đi Xuống tiên. tay, Xoa bóp massage đó em, theo theo dần hướng dẫn đó. xuống hai tay. Hai chân thả lỏng toàn bộ khuôn mặt ra, cổ nhẹ, bàn tay hơi cong lại, hơi cong lại, úp lại, gỗ gọn.
nắm tay lại, đưa ra sau mắt xa hai quả thận, hai quả thận ở trong em đây, nắm tay lại, gà mát xa vào. Những lúc mình nghe ê ẩm lưng đau lưng, nắm nắm tay lại mát xa chứ không được vỗ vô, không được vỗ, không được đánh vô lưng nha, tổn thương hai quả thận, tổn thương cuộc sống. Bài tập sao thưa tiên? Mời cả lớp nghỉ, chúc cả lớp luôn luôn khỏe, Vừa vui không? Sức không? vui khỏe, trẻ sống tích cực ha. Đã. Đã ha, thoải mái ha. Có Thật gì nhớ cầm lên để biết nha. À, mà điều chỉnh cho phù hợp nha. Mình đang tập PT mà. Cho dạ. nên là có vấn đề gì, thí dụ bài tập bữa nay làm sao làm sao, em cứ cầm lên trên inbox lên cho chị đó. Dạ.